Sáng ngày 22 tháng 5, thông tin từ cục đường sắt Việt Nam cho hay tình hình sạt lở tại hầm đường sắt Chí Thạnh, đoạn qua thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tiếp tục diễn biến phức tạp, thời gian khắc phục có thể kéo dài. Chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh có công điện đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức truyền tải hành khách bằng ô tô giữa ga La Hay tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và ga Tuy Hòa ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo đó, hành khách đi trên các chuyến tàu khách từ ga Hà Nội, ga Đà Nẵng vào các tỉnh phía Nam được trung chuyển bằng ô tô từ ga La Hai đến ga Tuy Hòa. Chiều ngược lại, hành khách đi các chuyến tàu khách từ ga Sài Gòn đi ra Bắc được trung chuyển bằng ô tô từ ga Tuy Hòa đến ga La Hai. Dự kiến từ chiều ngày 21 tháng 5 đến sáng ngày 22 tháng 5, ngành đường sắt sẽ trung chuyển khoảng 2.700 hành khách của 12 đoàn tàu đi từ ga La Hai đến ga Tuy Hòa và ngược lại. Trong ngày 21 và sáng ngày 22 tháng 5, ngành đường sắt đã truyền tải hơn 3.000 hành khách bằng ô tô giữa hai ga là La Hai và Tuy Hòa. Ông Nguyễn Văn Tiến, phó giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang, ngành đường sắt đang huy động tối đa lực lượng hỗ trợ truyền tải hành khách, có suất ăn miễn phí cho hành khách. Tại ga sóng thần ở tỉnh Bình Dương, ngành đường sắt không tổ chức chạy các đoàn tàu hàng của công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn Hà Nội trong đêm ngày 21 tháng 5 để giảm áp lực. Sáng ngày 22 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết đã có phương án phân luồng giao thông qua tỉnh lộ 641, đoạn qua đèo thị có hầm đường sắt Trí Thạnh. Theo đó, cấm các loại phương tiện lưu thông qua khu vực đèo thị trừ xe hai bánh. Ô tô dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 3,5 tấn sẽ đi từ thị trấn Trí Thạnh đến huyện Đồng Xuân, quốc lộ 1 đoạn đoạn qua cuối cầu Ngân Sơn qua cầu Nhất Trí lên tỉnh lộ 641 đoạn qua cầu Cây Cam trùng ngược lại từ huyện Đồng Xuân đến thị trấn Chí Thạnh, khi đến tỉnh lộ 641 rẽ trái vào đường bê tông thôn Phong Hậu rồi lên quốc lộ 1 đoạn cầu Ngân Sơn. Đối với các loại phương tiện khác còn lại đi theo hướng từ quốc lộ đến tỉnh lộ 641 và ngược lại, chọn một trong ba lộ chính sau. Đi từ ngã ba quốc lộ 1 giao với tỉnh lộ 643, rẽ phải vào quốc lộ 19C rồi lên tỉnh lộ 641 hoặc đi từ ngã ba quốc lộ 1 giao với tỉnh lộ 643, rẽ phải vào tỉnh lộ 650 rồi ra tỉnh lộ 641. Tiếp đó, các phương tiện di chuyển từ ngã ba cốt lộ 1 giao so với tỉnh lộ 642 rẽ vào tỉnh lộ 641. Như đã thông tin, hầm đường sắt Chí Thạnh bị sạt lở lúc 10 giờ ngày 21 tháng 5 với hàng chục mét khối đất đá. Hiện đất đá vẫn tiếp tục sạt lở tại vị trí trên và chưa có dấu hiệu dừng lại. Phạm vi sạt lở có chiều dài 16m, rộng 40m, cao 4,9m. Theo Cục Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân sạt lở do thi công tại vị trí có địa chất đất yếu, phức tạp. Hiện việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Trưa ngày 21 tháng 5, lãnh đạo chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết đang huy động lực lượng máy móc để khắc phục giải tỏa lượng đất đá sạt lở bên trong hầm đường sắt Trí Thạnh là hầm 17 km 1168 cộng 555 trừ 1168 880 khu gian La Hai Trí Thạnh đoạn qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thông tin ban đầu, sự cố sạt lở xảy ra khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, lúc này đang trong thời gian phong tỏa hai đầu hầm để thực hiện gia cố hầm yếu khi tàu công trình đang ở trong hầm phục vụ thi công thì một lượng đất đá khoảng 20 mét khối bất ngờ sạt xuống. Hiện chưa có thông tin gì về thiệt hại về người và tài sản. Hầm đường sắt Trí Thạnh nằm trong dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới ca và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh Nha Trang thuộc Ban Quản lý Dự án 8 năm Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Trước đó lúc 12 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4, hầm bãi gió trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua Đèo Cả bị sạt lở, hàng trăm mét khối đất đá lấp kín cửa hầm. Sự cố khiến đường sắt Bắc Nam qua Đèo Cả bị tê liệt gần 10 ngày. Ghi nhận của phóng viên tại hầm đường sắt bãi gió cho thấy, ngay khi xảy ra sạt lở đợt đầu tiên chiều 12 tháng 4 đến nay, chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh đã huy động được hơn 200 công nhân cùng nhiều phương tiện máy móc các loại đến khắc phục sạt lở. Một số công nhân tại đây cho biết, khó khăn lớn nhất là tầng đất đá lâu năm trên trần hầm đường sắt đã bị phong hóa nên rơi tự do liên tục. Đồng thời, không gian trong hầm đường sắt chật hẹp, thiếu ánh sáng đơn vị thi công đã làm mái vòm bằng sắt, đỡ mái hầm, đề phòng đất đá sạt lở xuống máy móc, công nhân. Sau đó, xuyên ngày đêm, các mũi thi công căng mình thu dọn, xúc đất đá sạt lở, vận chuyển ra ngoài. Liên quan đến việc vận chuyển hành khách đi tàu qua điểm sạt lở, ông Trần Việt Tùng, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, ngay khi nhận được thông tin hầm đường sắt khu vực bãi gió sạt lở, chúng tôi đã túc trực triển khai công tác điều tiết, bố trí ô tô vận chuyển hành khách qua điểm sạt lở còn phía vận hành công trình phụ trách việc xử lý sự cố sạt lở sau đó ngành đường sắt tiếp tục phối hợp hai địa phương phú yên khánh hòa huy động thêm hàng trăm lượt phương tiện giao thông đường bộ trung chuyển khách đi tàu giữa hai ga giã khánh hòa và tuy hòa phú yên tiếp tục hành trình đi tàu theo chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, đợt sạt lở đầu tiên chiều 12 tháng 4 có khoảng 180 mét khối đất đá rơi xuống hầm. Đợt sạt lở thứ hai sáng 13 tháng 4 có khoảng 50 mét khối đất đá rơi xuống hầm. Lượng đất đá này cơ bản đã được công nhân thu dọn. Tuy nhiên, từ đêm 13 tháng 4 đến nay, lượng lớn đất đá từ trên trần hầm đường sắt bãi gió lại tiếp tục sạt lở xuống. Sáng 14 tháng 4, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Vinh, giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, đơn vị đang khắc phục sạt lở, cho biết, từ tối qua đến nay, lượng lớn đất đá, ước tính khoảng 200 mét khối mới tiếp tục sạt lở xuống. Một phía cửa hầm đường sắt này đã bị bịt kín. Các chuyên gia ở Bộ Giao thông Vận tải, các công ty tư vấn sáng nay có mặt đi thực địa để đi khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân liên quan đến việc khắc phục số đất đá mới sạt lở này ông vinh cho biết tạm thời chưa khắc phục chờ các đơn vị tư vấn đến khảo sát và đưa ra giải pháp bây giờ cho công nhân vào sợ không đảm bảo được an toàn vì đất đá cứ rơi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành công điện ngày 13 tháng 4 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình khai thác đối với vận tải đường sắt tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Công điện nêu hầm bãi gió được xây dựng trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh từ thời Pháp và tuổi thọ hơn 100 năm việc có nguy cơ xảy ra sạt lở hầm đã được nhận định, dự báo, đánh giá từ trước. vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024, trong quá trình thi công hầm bãi gió xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá trên đỉnh hầm, làm ách tắc vận tải đường sắt. ngay sau khi xảy ra sự cố, bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo ban quản lý dự án 85 chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và tổng công ty đường sắt Việt Nam phối hợp huy động các nguồn lực thi công xuyên đêm để khắc phục trong thời gian sớm nhất tuy nhiên do hầm bãi gió xuống cấp nghiêm trọng điều kiện địa chất phức tạp mặt bằng thi công hạn chế đến nay mới khắc phục được vị trí sạt lở đầu tiên chưa khắc phục xong vị trí sạt lở thứ hai để đảm bảo an toàn, thông suốt trong quá trình khai thác đối với vận tải đường sát tuyến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư dự án và các cơ quan trực thuộc huy động tối đa các nguồn lực để khắc phục kịp thời sự cố sạt lở hầm bãi gió, khẩn trương thông tuyến trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công cũng như trong quá trình khắc phục sự cố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để bảo đảm các điều kiện an toàn về phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông trong quá trình thực hiện truyền tải qua đoạn ách tắc do sự cố sạt lở hầm bãi gió. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với chủ đầu tư dự án huy động lực lượng tại chỗ để khẩn trương khắc phục sự cố bố trí phương tiện cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho nhân dân trong thời gian thực hiện truyền tải bộ trưởng bộ giao thông vận tải chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh phú yên khánh hòa và các cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất đảm bảo về an toàn tính mạng và tài sản